何？Chào các cầu thủ đẹp trai xinh gái của Cà Phê Nhân Phẩm. Như vậy là phiên bản 11.2 đã cập bến máy chủ Việt Nam được một vài ngày rồi. Không biết là anh em đã làm quen được với bảng cập nhật chặng 2 của mùa 4 này chưa? Đã leo được tới mức rank nào rồi nhỉ? Mình biết thời điểm hiện tại vẫn còn vài vấn đề bất cập trong meta. Điển hình nhất là việc dạo gần đây, đấu trường chân lý đang có xu hướng trở thành đấu trường chân long khi nhà nhà người người spam Aurelion Soul hay Chivana. Ông nào ông nấy cũng tranh cướp rồng nhìn khá là khó chịu. Ok. Lời khuyên của mình là kệ bà nó đi các bạn ạ. Trước mắt thì Aurelion Soul đã bị nerf, rồi từ từ thì những quân cờ mạnh khác cũng sẽ lên thớt mà thôi. Thế nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em một đội hình bất chấp meta, một bộ cờ mà dù cho mọi thứ trong game có thay đổi thế nào đi chăng nữa, sức mạnh của đội hình này vẫn là vô tiền khoáng hậu. Bởi nó dùng những quân cờ có giá tiền đắt đỏ nhất thì sao mà lại yếu được phải không? Vâng, hãy cùng đến với hướng dẫn bộ cờ Exodia. Ngay sau đây nhé. Trong đấu trường chân lý cũng vậy, mỗi một chặng của mùa giải, chúng ta lại có thêm sự xuất hiện của nhiều quân cờ mới và Exodia cũng theo đó thay đổi theo. Tuy nhiên sức mạnh của nó thì vẫn vậy, hoàn thành xong đội hình là đối thủ chỉ có nước khóc thét mà thôi. Thế chính xác thì anh em sẽ cần những cái tên nào đây? Về cơ bản, cứ con gì năm vàng thì anh em nhét vào đội hình để chúng ta khỏe nhất thôi, chứ cũng chẳng cần quan tâm hệ tộc nó có kết hợp hay không. Theo đó những ứng cử viên sẽ là Azir, Samira, Ornn, Lee Sin, Swain, Seth, Jilin, Aurelion Soul và Yone. Aurelion Soul dù chỉ là tướng 4 vàng nhưng sức mạnh của nó thì không thua kém các quân cờ 5 vàng đâu. Ngoài ra bạn cũng cần phải có một tướng khỏe trước khi đến với chess 9 nơi các quân 5 tiền xuất hiện nhiều nhất. Thế nên sử dụng rồng thần sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả. Điểm đặc biệt của đội hình này và nó khác với hết thảy các bộ cờ còn lại đó là gần như bạn sẽ không phải quan tâm đến vấn đề trang bị. Bởi đã là cờ 5 vàng thì bỏ cái gì vào chả khỏe, đúng không? Tuy nhiên anh em cũng cần có một con Aurelion Soul đồ chuẩn chỉnh một chút để giữ nhịp đến cuối trận. Các trang bị như găng bảo thạch, kiếm súng Hextech, áo choàng thủy ngân, bùa xanh, giáp thiên thần sẽ là lựa chọn tốt cho con rồng này. Ở những cái tên còn lại, anh em chỉ cần nhớ đồ tank ưu tiên cho những quân cờ hàng trước như Seth, Ornn, Lee Sin, đồ đam tay cho Samira và Yone. Các trang bị phép hay đa dụng nên được lắp cho Azir, Jilin, Swain. Riêng những món cổ vật được đúc từ Ornn thì mình đã phân tích trong một video về tên thợ rèn này. Các bạn có thể xem lại trong đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để hiểu rõ hơn về các trang bị cũng như phân phối vào các quân cờ sao cho hợp lý nhé. Giờ đến phần quan trọng nhất, đó là làm thế nào để thi triển đội hình cho thực sự chuẩn xác. Làm sao để bạn không bị màn hình xám đen trước khi chạm đến ngưỡng cửa thiên đường. Có vài cách để đạt đến cảnh giới này. Tuy nhiên suy đi tính lại, con đường thần tài nổ hũ là dễ dàng nhất nhưng cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm nhất. Dấu hiệu ra thần tài tinh anh sớm, kiểu như một con Tam Kench hay Annie tinh anh thần tài, chính là điều kiện cần để bạn chơi Exodia. Trong giai đoạn khởi đầu, anh em nên định hình luôn chủ lực của thần tài, tiêu biểu nhất là Darius và Katarina và chuẩn bị tinh thần xây dựng đồ cho chúng. Một điểm thú vị là hai tướng có thể dùng chung với nhau khá nhiều trang bị, điển hình như kiếm súng, găng bảo thạch, áo choàng thủy ngân, thế nên tùy vào điều kiện nào đến trước mà ta chọn mặt gửi vàng cho hợp lý. Song song với đó là các trang bị chống chịu cho Tam Kench và Annie sẽ giúp chủ lực của bạn có thêm thời gian chơi game hơn. Nhiều người cho rằng chơi thần tài là phải đạt được chuỗi thua càng cao càng tốt để rồi sau đấy nổ hũ, nhận một lượng vàng lớn và trang bị. Điều này đúng nhưng không hoàn toàn chính xác. Đồng ý với chuỗi thua cao, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội tạo đột biến khi nổ hũ. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra ở đây, bạn sẽ thua đến khi nào và sẽ comeback vào lúc nào?
Chắc chắn để trả lời được nó không hề dễ dàng. Với mình đã từng chơi Exodia bằng thần tài, không chỉ một lần mà nhiều lần như thế và đều khá thành công. Thế nên mình nghĩ những lời khuyên và gợi ý sau đây sẽ là hữu ích cho các bạn. Ở giai đoạn 3 thần tài, bạn có 2 cách chơi. 1. Chơi lấy chuỗi thua. Trong giai đoạn đầu, việc thua không mất nhiều máu, bạn sẽ dễ lấy được Blue Streak, lên được những trang bị chuẩn cho Relen Soul về sau và đảm bảo tỷ lệ nổ hũ cao hơn sau đấy. 2. Chơi lấy chuỗi thắng. Việc dùng thần tài lấy chuỗi thắng không hề khó nếu bạn buff đồ cho Darius hay Kata sớm, đồng thời xác lập một dàn tanh ổn áp như cách mình đang làm trên video. Điều này nhằm thực hiện mục đích đạt được 50 vàng nhanh nhất có thể, để sau đấy dùng lợi tức tồn dư nhằm nâng cấp, đẩy level của bạn cao hơn để tìm Sejuani. Ở giai đoạn từ 3 đến 6 thần tài, bạn cũng có 2 cách chơi. 1. Bắt đầu lấy chuỗi thua. Cố tình để thua một vài vòng đấu bằng cách sắp xếp quân cờ bất thường đi một chút hoặc không lắp quá nhiều trang bị, trong khi đạt đến tầm cấp 7 hoặc 8 để roll Sejuani. Sau đấy nổ hũ bằng một hay vài trận thắng và bắt đầu loại bỏ thần tài. Cách này mang lại nhiều rủi ro bởi những vòng đấu sau, việc mất nhiều máu sau mỗi round thua sẽ khiến bạn đặt ngưỡng máu bản thân trong trạng thái nguy hiểm. Đôi khi anh em sẽ không thể comeback kịp trước những cầu thủ khác. Cách 2. Tiếp tục chơi chuỗi thắng. Tiếp tục tận dụng việc lên được cấp sớm nhờ lợi tức tiền trước đấy để áp đảo quân số với lượng cờ nhiều hơn. Song song với đó, luôn tìm kiếm một đội hình có mức kết hợp ổn áp để đặt lên sàn đấu. Ví dụ trong tình huống này, mình dùng bộ kết hợp Darius, Katarina, Pyke và Olaf, cùng với đấy là hai quân đấu sĩ là Cho'Gath và Vi, đồng thời lắp luôn trang bị vào trước để đảm bảo chúng khỏe nhất có thể. Cái mình cần không phải là nổ hũ, mà chính là lợi tức vàng sau mỗi trận thắng. Nó giúp cho con đường đến với cấp 9 trở nên nhanh hơn. Và quan trọng nhất, đảm bảo bản thân ở ngưỡng máu an toàn. Bởi ở thời điểm bắt đầu chuyển giao các quân cờ trên sân thành cờ 5 vàng, bạn sẽ bắt đầu thụt lùi hơn do thời gian lên 2 sao của cờ 5 vàng lâu hơn. Đồng thời chúng không có liên kết về hệ tộc cụ thể như các đội hình khác. Lượng máu của bạn nếu đầy đủ sẽ rất tốt trong trường hợp này, bởi anh em sẽ bán máu để chơi Exodia theo đúng nghĩa đen. Bạn cũng nên thay thế và tìm tinh anh ở chest 9, cấp độ cao nhất. Bởi rõ ràng đây mới là cấp độ để bạn tìm kiếm những tinh anh với mức giá 5 vàng, hỗ trợ phần nào cho con đường hoàn thành Exodia của mình sớm hơn. Tuy nhiên, việc chọn tinh anh 5 vàng nào cũng cần cân nhắc. Ví dụ trong tình huống này, mình thậm chí còn bỏ qua cả một con tinh anh Zilin vì nó mang một cái tinh anh cuồng giáo khá dở hơi, để rồi sau đấy chọn Swain tinh anh hấp huyết giúp hồi máu cho cả team. Ở một tình huống khác, mình chọn một quân Samira tinh anh thiện xạ, bởi mình biết nó rất khỏe để có thể gánh đội với lượng sát thương kèm đánh lan. Tất nhiên, chuyển được hết dàn cờ thành 5 vàng là quá xuất sắc. Tuy nhiên, trong vài tình huống, anh em phải liệu cơm gắp mắm, giữ lại vài quân 4 hay thậm chí là 3 vàng quan trọng như Sejuani chẳng hạn để giữ nhịp trận đấu. Những quân cờ 5 vàng sẽ chưa đủ mạnh nếu chúng chỉ mới là 1 sao. Đã vậy, tính liên kết hệ tộc lại kém. Vậy nên chuyển được từ 50% trở lên của đội hình thành cờ 5 vàng cũng có thể khiến bạn vỗ ngực tự hào rồi. Ở giai đoạn này, ăn thua nhau là cách sắp xếp đội hình. Thế nên anh em hãy ghi nhớ khả năng gây sát thương cũng như tầm đánh của quân cờ để sắp xếp cho hợp lý. Thông thường, Seth sẽ án ngữ hàng đầu, Azi đứng cạnh cùng dàn lính cát bảo kê Relen Soul, trong khi Ornn hay Lee Sin đặt ở những góc hợp lý để luôn có thể dùng được chiêu thức trong combat. Vậy những ưu và nhược điểm của đội hình này là gì? Về ưu điểm, sức mạnh vô đối, đúng với cái tên Exodia. Auto top 1, bất chấp meta. Về nhược điểm, dễ toàng, cần kỹ năng người chơi mức cao. Nhân phẩm, không có một lời khuyên cụ thể nào cho anh em cả. Hãy chơi và thử sức nếu bạn đủ tự tin và muốn phá cách. Như vậy, mình đã cùng với các bạn đi vào hướng dẫn cụ thể đội hình Exodia 5 vàng, một đội hình vô cùng khó xây dựng, nhưng khi đã hoàn thiện thì không có đối thủ. Hy vọng đây sẽ là một giáo án hiệu quả để anh em phiêu lưu giải trí kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hãy thử sức dù chỉ một lần để xem trình độ và nhân phẩm của bạn đến đâu nhé. Còn giờ thì để kết thúc video, mời anh em xem lại hành trình mình hoàn thiện vị thần sức mạnh và đưa cả team đến với top 1 như thế nào qua một số highlight sau đây. Đừng quên like, share nếu nội dung này hữu ích, cũng như ấn theo dõi, subscribe kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những giáo án tiếp theo từ cà phê nhân phẩm trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại!